Đố ông đứng mà tập được bụng, cái này không khó. Và đây là câu trả lời, chúng ta đã có 3 bài tập trước đó rồi là câu trả lời rồi. Kênh Fit You sẽ cung cấp cho mọi người những các bài tập mà khó tin nhất nhưng hiệu quả nhất. Bây giờ chúng ta cùng thử nhá. Let's go. Vẫn là series các bài bụng nhá, ở tư thế đứng. Rồi hai chân chúng ta mở rộng bằng hai lần vai luôn. Một vai, hai vai từ giữa sang hai bên, mỗi bên là một vai. Rồi, thì đơn giản là nhấc cái khuỷu tay lên này. Co nó ngang vai, trùng cái gối xuống với tay sang một bên bất kỳ nhá. Giữ nguyên phần thân dưới, nhưng phần thân trên chúng ta nghiêng theo cái tay với. Đó, tay phải với đúng không? Chúng ta đưa cao khuỷu tay trái lên. Để làm sao này, về tương đối là hai cái cánh tay nó vẫn trên một mặt phẳng như này. Đó, trên một đường thẳng như này. Với, ở chưa? Set đầu tiên cho ta. Set up, thế thôi. Giờ nghe lại nhé, khoảng cách hai chân ok rồi đây. Bây giờ mình trùng gối xuống này. Được chưa? Giữ cái lưng thẳng, hai cái khuỷu tay mở cao. Rồi nghiêng vai sang một bên. Với tay với xa, bên còn lại chúng ta bênh cao lên. Vậy là một bên được ép vào và một bên được kéo căng ra. Một nhịp đi và một nhịp về, thì mình chia cho một thở và một hít nhé. Thở ra, hít vào, thở và hít. Làm chậm thôi, giống như khởi động thôi. Và nếu chúng ta cảm thấy cái chân hơi mỏi, cho phép mình đứng lên. Nhưng nếu trùng xuống thì nó đốt thêm chút đấy. Đốt thêm. Yeah. Tương tự như vậy chúng ta sẽ đổi bên nha. Chân không thay đổi, tay không thay đổi tư thế, nhưng sẽ đổi bên với nhé. Bên trái xuống, bên phải lên, cùng một lúc giống như cái cầu bờ bênh ấy. Bên này xuống, bên kia lên. Thở ra. Nào, với sâu cái bàn tay về phía cái bàn chân á, làm cho cái eo bên trái này nó thắt vào. Đó, kết hợp với hơi thở ra. Em mở, mở lòi ra đằng eo và lòi ra đằng miệng thở. Yeah. Bên này kéo căng này. Ba mươi giây nhé, 10 giây nghỉ này, lặp lại này. Cao về cái trình độ về kỹ thuật nhé. Rồi tiếp theo chúng ta quan sát này. Cùng một lúc vừa nghiêng nhưng vừa mở cả hai tay nhé. Mở, dựng lên. Mở, dựng lên. Vậy là cái tay phía trên mình với cao, mình chém mạnh lên trên. Thêm một chút cho vai. Vẫn là hơi eo. Bản chất của nó vẫn là kéo căng cái lườn. Một bên thì ép vào, một bên thì kéo căng ra. Nhưng cái này nó sẽ mạnh hơn. Nó có đà. Sau buổi tập này nhé, mình sẽ thấy nó đau nhức cả hai bên giải lườn này. Là ok, được chưa? Đau đấy là đau có tính toán, đau có chủ đích rồi. Đau mình biết trước rồi, được chưa? Quái thở. Thở mạnh mẽ ra nhé.
làm quen cái việc điều khiển hơi thở, kiểm soát hơi thở để nó hỗ trợ mình vận động tốt hơn, đốt được nhiều hơn và khỏe mạnh hơn. Cái mắt chúng ta chọn hoặc là nhìn xuống tay dưới hoặc là nhìn xuống cái tay phía trên nhé. Nhìn cho nó đỡ bị mỏi cổ. Bây giờ đánh cái mắt theo, mắt nhìn theo. Nào, hai tay mở rộng, nhìn đổi bên thôi. Với sâu nữa nè. Cái tay này thì nếu mà bên này xuống thấp thì đương nhiên là bên này nó bị hạ xuống theo. Thì cái khoảng cách. Hey, vậy là một phần bài tập rồi. Nó một dạng giống như là cardio, một phần giống như kháng lực, hai trong một kết hợp với nhau để chúng ta có một cái vùng eo nó săn chắc khỏe mạnh nhất. Được chưa? Bây giờ hãy quay trở lại đi. Nhưng trước đó hãy like kênh thật nhanh. Cái gì nhỉ? Khoảng cách từ hai đầu ngón tay này không thay đổi. Nếu như chúng ta đã học mỹ thuật rồi chúng ta biết. À, một lần phải một lần trái nhé. Cái độ dài của sải tay nó sẽ bằng chiều cao của mình đấy. Thử lấy thước đo đấy. Đây là khoảng cách của hai đầu ngón tay. Hình như là cái ngón tay trỏ này, sorry, ngón tay giữa là dài nhất thì phải. Khoảng cách của hai cái ngón tay giữa đó sẽ bằng chiều cao của mình. Lấy thước ra đo. Cho hai cái ngón tay đấy xa nhau nhất rồi lấy thước ra đo. Rồi, vạch lên tường. Lại nhá. Nào trùng gối nào, với sâu nào. Ai có thể trùng thêm gối nào, hạ thấp thêm mông nào. Ai có thể với thêm cái bàn tay xuống gần sàn hơn nào. Thử đi. You are là bạn, chính bạn. Ôi chà. Chém gió, chém mỡ. Nếu mình có cơ hội gặp nhau ấy, đăng ký làm huấn luyện viên, làm hội viên của nhau á, ta sẽ được tập với nhạc đấy. Hay lắm. Cái bài này mà ghép vào nhạc hay cực. Bài Scream and Sound. Đúng không? Trả lại một bên này, như là thiếu một bên này, này. Thiếu bên này, làm nốt cho nó cân bên kia. Bên kia được hai lần mà bên này có một lần, nó là lệch đấy. Yeah. Biết đâu gặp lại những hội viên từ ngày xưa nhỉ? Đó. Những người đã từng tập lớp, cái lớp đấy gọi là lớp Body Fit. Yeah. Rồi, tiếp nhé. Mình sẽ lấy cái động tác của buổi trước đi. Chân phải lên trước, kiễng gót chân sau này, hai tay mở này, xoay ngực nhé. Kiễng cái gót chân sau lên, hạ cái đầu gối sau xuống. Giữ cố định phần thân dưới, mình xoay ngực. Ngực mình xoay và cái tay nó đi theo. Ngực xoay, tay đi theo. Đây. Đó. Xoay mạnh. Thở ra. Wow. Hạ gối xuống nhé. Đó. Có thể là không cần sâu quá, nhưng cố gắng để mục đích của nó là để cố định được cái phần thân dưới nhé. Xoay. Thở ra. Vẫn là bên này. Ôn lại kỷ niệm này. 10 năm dạy dỗ đâu đó bắt đầu từ S-Line ở Phạm Ngọc Thạch đúng không? Sau đó nó đến Fitness World ở Nguyễn Thanh Toàn. Rồi Hương Anh, Phố Huế. Wow. Những cái trung tâm đầu tiên của Hà Nội. Đời đầu thôi. Thuộc nhóm đầu tiên thôi chứ không phải là cái đầu tiên. Cái phong trào về fitness lúc đó nó mới khởi đầu thôi. Tiền thẻ vẫn còn đắt. Đâu đó 20 triệu, 30 triệu một cái thẻ tập 5 ấy. Nó khác với bây giờ có 3 triệu rưỡi, 4 triệu. Thẻ càng ngày càng rẻ. Người tập có lợi thôi, chỉ có chủ kinh doanh là méo mẹt hết. Chia sẻ với mọi người là Quang cũng đã từng đầu tư cho mình một phòng tập và rồi cũng phải đóng cửa. Từng bừng khai trương và âm thầm đóng cửa. Nó rất nhiều lý do. Cả về kỹ năng quản lý,
lẫn là vốn, rồi gặp cái gì nhỉ, dịch Covid, nội tại có và ngoại cảnh có. Nhưng mà bây giờ có những cái mô hình mới chúng ta có thể tham khảo, chúng ta không cần phải chi tốn quá nhiều nhé. Có những loại hình kinh doanh mà Quang đang tham gia và đang tham khảo, có những người đang vận hành khác cùng Quang. Chi phí đầu tư ban đầu rất nhỏ, chi phí vận hành cũng nhỏ. Đó, vị trí không cần phải quá đắc địa, chỉ cần là mọi người có thể đến gửi xe và lên tập chia sẻ. Những người đồng đội, những người đồng hành với nhau rồi và sẽ thân mật hơn, sẽ chi tiết hơn với từng người nếu chúng ta đăng ký khóa học để trở thành huấn luyện viên, khóa học để trở thành những người hội viên khỏe mạnh hơn và đẹp hơn, và quan trọng là lan tỏa cái kênh tập này tới nhiều người hơn nữa nhé. Mong rằng sẽ được gặp lại mọi người ở những video sau. Xin chào.